đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Nissan. Các bạn thân mến, ngày nay thì máy đun nước nóng công nghiệp là giải pháp tối ưu tại các trường học, bệnh viện, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp, quán cà phê cần đun với lượng nước nóng lớn hàng ngày. Bởi vì chiếc máy này có khả năng đun nước nóng cực kỳ nhanh chóng. Bên cạnh đó thì người dùng chỉ cần ấn nút điều chỉnh là máy sẽ tự động đun hoàn toàn, rất là thuận tiện và không tốn nhiều công sức. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn sản phẩm máy đun nước nóng tự động 80 lít do Nissan nhập khẩu và phân phối. Sản phẩm đã và đang được đông đảo các đơn vị ưa chuộng trên thị trường. Nếu như bạn đang cần tìm một thiết bị đun nước nóng công nghiệp thì hãy cùng chúng tôi khám phá sản phẩm ngay sau đây nhé. Máy đun nước nóng công nghiệp chính hãng Nissan đã được kiểm định và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Hiện nay thì Nissan cung cấp các mẫu máy đun nước nóng gồm có NSAG30CD, NSAG60CD, NSAG80CD, NSAG100CD và NSAG120CD tương ứng với các dung tích lần lượt là 30 lít, 60 lít, 80 lít, 100 lít và 120 lít. Các mẫu này đều giống nhau về thiết kế và chất liệu, nguyên lý hoạt động, chỉ khác nhau về kích thước, công suất và sản lượng. Vậy nên tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn sản phẩm phù hợp cho đơn vị của mình. Quay trở lại khám phá chiếc máy đun nước nóng 80 lít thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu công dụng của sản phẩm này nhé. Máy đun nước nóng công nghiệp 80 lít có công dụng chính là để đun nước sôi và ngoài ra nó còn là nơi để lưu trữ nước. Nói đến đây thì chắc hẳn rằng nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng nếu như chỉ dùng để đun nước nóng vậy thì tại sao lại không dùng ấm siêu tốc hay là bình thử điện đúng không nào? Câu trả lời đó chính là bởi vì các thiết bị đun nước nóng thông thường như ấm siêu tốc hay là bình thủy điện hay là nồi đun nước nóng thủ công chỉ có thể đun được một lượng nước ít ỏi trong một lần. Nếu muốn đun lượng nước lớn thì lại phải chia thành nhiều lần, nhiều mẻ đun khác nhau dẫn đến việc tốn rất nhiều thời gian, công sức và các chi phí khác nữa. Còn với chiếc máy đun nước nóng công nghiệp này thì chỉ với một lần đun bạn có thể cung cấp cho một lượng nước nóng đến vài chục hoặc là hơn 100 lít. Hơn nữa thì dù giá thành mua máy ban đầu có thể cao hơn một chút so với các thiết bị đun nước truyền thống, tuy nhiên thì một chiếc máy đun nước nóng công nghiệp này lại có thể thay thế cho cả thiết bị đun nước lẫn thiết bị lưu trữ nước. Ngoài ra thì máy đun nước nóng công nghiệp có chế độ hâm lại nước nóng tự động giúp tiết kiệm được thời gian đun nước, nước nóng luôn sẵn có và không phải mất công đun lại cả mẻ nước từ đầu. Do đó, về lâu dài, hiệu quả kinh tế của chiếc máy đun nước nóng công nghiệp là vượt trội hơn hẳn so với các thiết bị đun nước truyền thống. Máy đun nước nóng công nghiệp 80 lít được thiết kế dạng như một cây nước với kiểu dáng hình trụ vuông, kích thước khá gọn gàng, không làm tốn nhiều diện tích không gian, phù hợp lắp đặt ở các góc tường, mang đến sự chuyên nghiệp và tiện lợi cho cơ quan của bạn. Đặc biệt là chiếc máy này được trang bị thêm chân bệ đỡ, không những làm tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm mà còn giúp tăng chiều cao của máy, người dùng thì sẽ thuận tiện hơn trong quá trình lấy nước sử dụng. Toàn bộ máy đều được chế tạo từ chất liệu inox cao cấp với phần vỏ bằng inox 201 và thùng chứa bằng inox 304 cho độ bền cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chất liệu này còn giúp người dùng dễ dàng lau chùi vệ sinh máy khi cần thiết. Cấu tạo của máy gồm các bộ phận, nắp máy, thân máy, vòi lấy nước và van cấp nước, phao cấp xả nước, bộ phận đo mực nước, thanh nhiệt, hệ thống điều khiển, chân bệ đỡ. Mỗi bộ phận đều được thiết kế tối ưu để mang lại hiệu quả cao trong quá trình hoạt động. Trong đó thì nắp máy được thiết kế liền khối chắc chắn, tránh tình trạng nước đang sôi mà bắn ra bên ngoài. Đồng thời thì bạn có thể để tay lên phần nắp máy cũng không lo bị nóng bỏng, rất an toàn khi sử dụng. Thân máy được cấu tạo gồm 3 lớp, 2 lớp inox và 1 lớp foam cách nhiệt ở giữa, giúp hạn chế thất thoát nhiệt ra bên ngoài, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Nếu như người dùng có lỡ chạm tay vào thành máy cũng không lo bị nóng bỏng. Bên cạnh đó thì thiết kế này còn giúp bạn đun sôi nước vô cùng nhanh, tiết kiệm được thời gian và lượng điện năng tiêu thụ. Máy đun nước nóng còn được trang bị với 2 vòi xả nước nên rất tiện dụng, người dùng có thể dễ dàng lấy nước ra nhanh chóng, đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Bên trong khoang đun nước có thiết kế thêm một phao cấp xả nước làm nhiệm vụ tự động cấp nước khi mực nước dưới mức cho phép và chống tràn nước ra bên ngoài. Đây là thiết kế thông minh giúp mực nước trong máy luôn giữ mức ổn định, không để xảy ra hiện tượng cạn nước làm cháy thành nhiệt. Thanh đo mực nước trong máy giúp người dùng có thể dễ dàng quan sát rõ mực nước trong máy đang là bao nhiêu để có thể thêm nước khi cần thiết. Và khác với các thiết bị đun nước bằng điện thông thường thì chiếc máy đun nước nóng công nghiệp 80 lít được trang bị thanh nhiệt bằng đồng gia nhiệt cực nhanh, công suất là 9kW, đun sôi lượt nước đầu tiên chỉ mất khoảng 60 phút. Với những lượt nước tiếp theo thì người dùng chỉ cần bật lại máy khoảng vài phút là nước đã sôi.
Hệ thống điều khiển của máy được lắp đặt trên thân với tính năng hiển thị, tính năng cài đặt và tính năng bảo hộ. Trong đó thì tính năng hiển thị, đèn hiển thị màu xanh là máy đang đun, đèn hiển thị màu đỏ là nước đã sôi và đồng hồ báo nhiệt. Tính năng cài đặt bật tắt máy, điều chỉnh nhiệt độ, giải nhiệt độ đa dạng từ 30 đến 100 độ C giúp người dùng dễ dàng cài đặt đun nước đến mức nhiệt độ mà bạn mong muốn. Chiếc máy này sẽ tự động ngắt khi đạt đến nhiệt độ cài đặt và sẽ tự động bật trở lại khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức cho phép, giúp tiết kiệm điện năng. Tính năng bảo hộ thì cảm biến nhiệt tự động ngắt khi không đủ nước, đảm bảo không xảy ra tình trạng cháy than nhiệt do thiếu nước. Đặc biệt là chiếc máy này còn được trang bị thêm chân bệ đỡ, không những làm tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm mà còn giúp nâng chiều cao của máy. Người dùng sẽ thuận tiện hơn trong quá trình lấy nước sử dụng. Vừa rồi thì Nissan đã giới thiệu đến các bạn đặc điểm cấu tạo của máy đun nước nóng 80 lít. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham khảo cách sử dụng của chiếc máy này một cách đúng cách nhất nhé. Bước 1. Bật CV để cấp điện cho máy. Bước số 2. Mở khóa cấp nước cho máy. Hệ thống cấp nước sẽ tự động ngắt khi đủ nước. Lúc này thì đèn báo đỏ báo sáng và tự động mở trở lại khi thiếu nước. Bước số 3. Điều chỉnh núm vặn theo chiều kim đồng hồ để cài đặt nhiệt độ cho máy. Máy sẽ tự động ngắt khi đạt đến nhiệt độ cài đặt và sẽ tự động bật trở lại khi không đủ nhiệt độ. Bước 4. Khi nước đã đạt được nhiệt độ như mong muốn, các bạn hãy tiến hành lấy nước nóng qua vòi xả. Bước 5. Vặn núm vặn theo chiều ngược kim đồng hồ về không và tắt nguồn cấp nước và điện khi không sử dụng. Bước 6. Tiến hành vệ sinh máy nước nóng khi không sử dụng. Trong quá trình sử dụng máy đun nước nóng 60 lít thì các bạn nên chú ý một số vấn đề như thường xuyên vệ sinh máy để máy ở những nơi khô ráo và sạch sẽ. Nên sử dụng nguồn nước sạch, không bị nhiễm đá vôi để tăng cao tuổi thọ cho thành nhiệt. Không nên đổ nước trực tiếp vào hệ điều khiển của máy khi vệ sinh. Các bạn thân mến, khi mua sản phẩm máy đun nước nóng tại điện máy Nissan, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên đến 20% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành máy là 12 tháng phần điện và 3 năm các mối hàn inox, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển tại các chi nhánh cửa hàng điện máy Nissan trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Nhìn chung thì chiếc máy đun nước sôi công nghiệp 80 lít có chất lượng tốt, độ bền cao, cung cấp nước nóng mọi lúc, mọi nơi, rất tiện dụng và tiết kiệm. Nếu như đơn vị của bạn đang cần một thiết bị đun nước nóng công nghiệp thì đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo rất đáng đầu tư. Ngoài sản phẩm máy đun nước nóng thì Nissan còn cung cấp thêm một số sản phẩm liên quan khác như bàn mát, tủ hâm nóng giữ thức ăn, máy chế biến thịt công nghiệp, máy chế biến thịt, bếp chiên công nghiệp. Các bạn có thể tham khảo đầu tư thêm cho đơn vị mình để công việc kinh doanh ngày càng đạt hiệu quả cao nhất nhé. Máy đun nước nóng công nghiệp được Nissan phân phối với giá thành tốt nhất trên thị trường bởi vì đây là dòng sản phẩm Nissan trực tiếp nhập khẩu và phân phối không qua trung gian mua đi bán lại làm giá cả tăng cao. Do đó thì các bạn hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm của Nissan. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến hotline 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn hãy truy cập vào trang web dienmayNissan.com để có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm khác nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhớ nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của điện máy Nissan nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.